trong khi các nước đang hướng đến loại bỏ hoàn toàn nhiệt điện than ra khỏi nguồn cung cấp năng lượng quốc gia, Việt Nam lại đặt mục tiêu tăng tỷ trọng của loại điện này trong thời gian tới. Đây là quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ tại buổi tọa đàm nhiệt điện than, hiểm họa môi trường và giải pháp thay thế. Theo phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, một nhà máy nhiệt điện than có công suất 1.000 MW cần đến 12.000 tấn than, 101 mét khối dầu đốt và 98.000 mét khối nước một ngày. Trong khi đó, đầu ra của nhà máy chỉ sản xuất được 920 MW điện thành phẩm, còn lại 80 MW phải quay lại phục vụ cho hoạt động của nhà máy. Những sản phẩm đầu ra còn lại đều là các chất thải độc hại, bao gồm 30.000 tấn CO2, 680 tấn SO2 và NO2 mỗi ngày. Đặc biệt, mỗi nhà máy nhiệt điện 1.000 MW thải ra đến 4.200 tấn tro xỉ một ngày. Đây là nguồn ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng cho đất, nước và không khí. Hiện nay, dù các nhà máy có đầu tư bãi chứa cẩn thận đến đâu, thì cũng không thể ngăn cản hết khả năng phát tán tro xỉ ra môi trường. Trước những hiểm họa này, nhiều nước trên thế giới đã tiến đến loại bỏ hoàn toàn nhiệt điện than ra khỏi quy hoạch phát triển điện năng của quốc gia. Chẳng hạn, Mỹ đã lên kế hoạch đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than trên toàn quốc, tương đương 12.300 MW điện trong lộ trình từ năm 2015 đến năm 2022. Trong khi đó, trong quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xác đến năm 2030, gọi tắt là quy hoạch điện 7 của Việt Nam, thì công suất điện than sẽ tăng từ mức 33,4% hiện nay lên 42,7% vào năm 2020. Theo báo cáo mô phỏng của Đại học Harvard, trong năm 2011, có khoảng 4.300 người Việt Nam chết yểu do các chứng bệnh liên quan đến nhiệt điện than. Nếu quy hoạch trên được thực hiện, dự báo sẽ có khoảng 25.000 ca chết vì lý do này. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Giáo sư Lê Anh Tuấn cảnh báo quy hoạch điện 7 có khả năng hủy hoại nền nông nghiệp và thủy sản tại đây. Theo cái quy hoạch mà điện 7 mà có điều chỉnh thì từ đây cho tới năm 2030 chúng ta sẽ gia tăng cái nhiệt điện than lên trên 50%, thì cái đó là một cái điều mà cũng rất đáng lo ngại khi mà chúng ta xem xét từ yếu tố của môi trường. Thì khi mà cái nhà máy điện phát triển nhiều, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì nó gây ra một cái tác động rất lớn đối với nguồn nước, cái sản xuất và sức khỏe của cộng đồng khá lớn. Bên cạnh cảnh báo các tác động nguy hiểm của nhiệt điện than, ông chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý trong báo cáo nghiên cứu khả thi của quy hoạch điện 7. Theo đó, để xử lý nguồn tro xỉ thải ra, Bộ Công Thương yêu cầu mỗi nhà máy nhiệt điện phải có hợp đồng bán lại tro xỉ. Số tro xỉ này hiện nay chủ yếu được dùng trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, nhưng việc sử dụng còn rất khiêm tốn. Thực tế là tuy đã có ký hợp đồng, nhưng nhiều nhà máy đi vào hoạt động hơn 6 tháng vẫn chưa bán được lô tro xỉ nào.